Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải sau tour đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Isuzu đời 2017, tải trọng 1 tấn 990, thùng dài 4,3 m. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Xe thùng mũi bạc, thùng dài 4,3 m. Xe đi được 132.000 km nha anh em. Khách hàng trước người ta chở ba cái tủ nhựa nên xe còn rất là đẹp. Xe thì mình bao cho anh em là xe không có đâm đụng, máy móc zin không lỗi. Mình sẽ quay cái phần bỏ lốp taxi cho anh em xem. Cái này là nước nha anh em, chứ phải nhớt đâu nha. Đây nước, nó chảy từ trên xuống đây. Do mình đậu qua mưa thôi. Đó. Rất là đẹp, này là nỉ zin của nó nha anh em, còn rất là mới. Xe đăng kiểm lưu hành đường bộ dài nha anh em, đã qua năm tháng 5 2023. Chạy 132.000 km. Sẽ dỡ cái phần động cơ cho anh em xem. Tại thì con xe này mình đang kêu giá là 425 triệu. Anh em xem xe trực tiếp thương lượng, xem xe tại Cần Thơ. Rồi anh em có nhu cầu xài xe Isuzu 1 tấn 9, thùng dài 4,38 m thì liên hệ cho mình số điện thoại 0939529686. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.